day. Day. 1, 2, 3. Ho! Trở lại với kênh xe máy Hiếu Thành Phát. Cảm ơn các bạn đã click vào video của Như. Đến hẹn lại lên chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Ngày hôm nay, video hôm nay chắc chắn sẽ mang lại cho các bạn nhiều điều thú vị. Và Như tiết lộ luôn là ngày hôm nay Như sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái màu mới cực kỳ hot mà hầu như là rất là nhiều bạn yêu cầu Như lên cái màu này. Và thứ hai là Như sẽ báo một cái điều mà phải nhớ là hot hơn cả cái điều một nữa, đó là giá xe mới giảm hẳn 2 triệu nha. Thì bây giờ đầu tiên Như sẽ giới thiệu trước về hai cái màu xe đi ha. Đây, các bạn có thể thấy bên cạnh Như là hai màu xa chia mà hình như là chắc là mấy cái clip trước Như chưa có giới thiệu ha, tại vì đâu có không. Thì nếu như mà các bạn nhìn tổng quan á thì nó rất là giống với lại cái phiên bản cũ, là hay các bạn gọi là màu báu đốm đó ha. Nhưng mà hiện tại thì cái màu báu đốm đó là cái phiên bản 2020 á, Indonesia không còn ra mắt nữa nha. Thì để đáp ứng nhu cầu của các bạn, bên Như cửa hàng xe máy Hiếu Thành Phát sẽ lên hai cái màu mới này và pha vào đó thêm một chút họa tiết để cho nó nhìn nó bắt mắt hơn, nhìn nó nổi bật hơn. Rồi, thì bây giờ các bạn cùng chiêm ngưỡng nha. Mình nói về cái màu này đi. Thì màu này là màu đỏ đô ha. Đỏ đô, báu đốm nha các bạn. Đây, các bạn nhìn kỹ nè, có bạn hỏi Như á là những cái họa tiết này á là dán hay là sơn. Thì Như nói luôn, nếu là màu úp, màu sơn 3D rồi thì toàn bộ đều là màu sơn, không có dán nha các bạn nha. Rồi, cái màu này nó khá giống với cái màu đỏ đen ha các bạn. Nhưng mà nó là đỏ đô nha, nó sẽ đậm hơn so với lại cái màu phiên bản cũ ha. Đây. Rồi, các bạn nhìn lại một lần nữa nè. Đi kèm với nó là mông đỏ nha các bạn. Rồi, tiếp theo, màu này là màu vàng đen. Màu này phải nói là nó còn hot hơn cả cái màu đỏ đô này nữa. Rất là nhiều bạn hỏi luôn. Thì nó cũng là dạng giống như là nó hơi giống giống với lại cái con phiên bản cũ đó các bạn. Phiên bản cũ của mình cũng có màu vàng chanh báu đốm đó ha. Thì ở đây là màu úp, cũng là màu úp luôn ha. Đây, vàng đen. Đây. Như cảm thấy là cái màu úp này nó đẹp hơn với lại so với cái con phiên bản cũ á. Cái màu nó sẽ đậm hơn một xíu so với lại cái con phiên bản cũ nha các bạn. Rồi, thì hầu như là video nào Như cũng có nói xe màu gì cà vẹt sẽ là màu đó. Nên là các bạn cứ yên tâm về vấn đề mà ra giấy tờ nó có hợp lệ và trùng khớp với lại màu xe hay không, mình lưu thông có ok hay không, công an có hỏi thăm hay không. Nhưng nói chung là nó sẽ hợp lệ ha. Thì màu vàng đen, màu vàng này thì ra cà vẹt nó sẽ là màu vàng đen. Còn màu này thì có bạn gọi là đỏ đô, có bạn gọi là đỏ báu đốm, có bạn gọi là đỏ candy vân vân vân. Nói chung là rất là nhiều tên gọi. Nhưng ra cà vẹt nó vẫn là màu vàng đen thôi nha các bạn. Rồi, bây giờ mình nói tới cái vấn đề thứ hai đi, là giá xe hiện tại đã giảm 2 triệu. Chắc nãy giờ các bạn cũng nôn nóng muốn biết giá xe đúng không? Thì hiện tại Như vừa cập nhật lại giá mới là
hai em này là màu sơn 3D, nó sẽ có giá mắc hơn so với những màu sơn zin. Thì hiện tại hai em này đang có giá là 56.500.000 nha các bạn. Thì tất cả các màu 3D đều đồng giá là 56.500.000 nha các bạn. Một cái giá phải nói là cực kỳ hấp dẫn. Tại vì á, so ra thì cái giá này lúc trước dòng Sachi nó cũng có giá này rồi, và nó thậm chí là còn có giá thấp hơn nữa. Nhưng mà không biết sao từ cái lúc mà gần Tết năm 2020 này nè, thì giá nó bắt đầu cao chót vót luôn. Thậm chí có nơi á bán với mức giá là 70, 71, 72 nữa đó các bạn. Thì bây giờ hiện tại là chắc là có thể là do mùa dịch, cho nên là giá xe giảm cực kỳ mạnh luôn. Thì không những dòng Satria giảm giá đâu các bạn, mà dòng Sonic, Vario, Mackin, Menu và Rider nữa, nói chung là cũng đều giảm giá rất là mạnh luôn. Nên mà bạn nào mà quan tâm cái dòng nào, đang quan tâm dòng nào á, các bạn hãy nhấc máy liên hệ ngay cho Như qua số điện thoại 0967 080 520 ha. Như sẽ báo giá cho các bạn. Rồi ok, thì bây giờ Như nói về cái vấn đề góp đi. Thì đối với hai dòng xe này á, đặc biệt là bây giờ các bạn cũng chỉ cần trả trước giùm Như tầm cỡ 11-12 triệu trở lên ha. Nếu mà tài chính các bạn eo hẹp á, thì các bạn trả trước tầm 11 triệu trở lên là các bạn có thể sở hữu được rồi. Thì bạn nào mà mình có điều kiện xíu, mình có thể trả trước 50% giá trị xe để mình được sở hữu ngay cả việc gốc nha các bạn ha. Rồi thì mình như nói sơ về cái phần giấy tờ nữa đi, tại vì video nào như cũng có nói nhưng mà có nhiều bạn hay quên, là như chỉ cần hai giấy tờ là chứng minh nhân dân với bằng lái xe. Nếu các bạn không có bằng lái xe, mang cho Như cái sổ hộ khẩu gốc hoặc hộ khẩu photo công chứng đầy đủ 16 trang, có đóng mộc giáp lai giữa các trang và công chứng không quá 3 tháng là ok. Nói chung chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng không cần hóa đơn điện nước hay là hợp đồng lao động hay là bảo hiểm y tế hoặc là những cái gọi là nhưng không biết gọi là cái gì nữa, nhưng mà nói chung là như chỉ cần hai cái giấy tờ đó thôi là các bạn đã có thể sở hữu được xe và làm được gói lãi suất thấp rồi ha. Thì về cái phần lãi suất thì tại vì ở đây á, là như có bốn ngân hàng lận. Như sẵn đây Như cũng nhắc lại luôn, tại vì lâu rồi không có nói, là Như có tới 4 ngân hàng, là ngân hàng HD Session, FE Credit, Home Credit và ngân hàng quân đội MB sẽ hỗ trợ cho các bạn. Thì mỗi ngân hàng nó có đều có các cái gói lãi suất khác nhau, nên phần này các bạn vui lòng trực tiếp ghé cửa hàng giúp Như để nhân viên ngân hàng có thể hỗ trợ tư vấn cho các bạn các gói lãi mà hợp lý nhất cho các bạn nha. Chắc là Như xin kết thúc video tại đây ha. Mình nói nãy giờ cũng nhiều rồi. Thì mong là các bạn luôn yêu thích Như và yêu thích cửa hàng xe máy. Và nhớ cho Như xin một like và một đăng ký kênh nha, để chúng ta có thể đồng hành với nhau trong các video lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và luôn quan tâm. Thì chắc là tạm biệt các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.